Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C số tự động, quý vị các bạn nhé, đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Mazda 3 nó có phân khúc sedan và phân khúc hatchback. Trong phân khúc sedan thì lại có phiên bản 1.5 và phiên bản 2.0. Ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda 3 sedan ở phiên bản 1.5, quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và màu trắng, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài, cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe màu trắng này các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp rồi. Và đây là cái phần đầu của chiếc xe, thì xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn ban ngày, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đây ạ. Tất cả còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Còn nguyên bản và còn rất là mới đấy ạ. Đây là cái phần đầu, quý vị và các bạn xem kỹ cho tôi về cái phần đầu. Đấy, lốp thì rất đẹp, rất là dày. Và những cái phần sườn bên lái đây các bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là đều rất mới, rất là đẹp nhé. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, đè nổ start top và cửa sổ nóc điều hòa tự động. Riêng ở những chiếc xe ở cái phân khúc hạng C này thì option nó rất nhiều các bạn nhé. Đấy, và nhìn về cái phần đằng sau, từ những cụm đèn hậu, logo này, các thứ đều rất đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn ạ. Đèn cũng chưa có xước sát gì cả, chưa có nứt vỡ gì cả này. Dàn lốp còn rất dày luôn. Đấy, cái dàn lốp này đây quý bạn này, rất dày, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm tay cả cánh cửa bên phụ luôn. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Tất cả đều rất mới và tất cả đều rất đẹp luôn. Về chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Mazda 3 sedan sản xuất năm 2016 này, chúng tôi đang bán với giá là 399 triệu đồng. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa các bạn nhé. Những chiếc xe trả góp thì đời phải cao hơn rồi các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về nội thất và keo chỉ cánh cửa này. Đây là cái táp bi cánh cửa bên lái các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là nội thất da, la răng đúc, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển đường vô lăng. Và đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây các bạn này, tôi quay sát cho quý bạn xem nhé. Chính xác là 8 vạn rưỡi km rồi quý bạn ạ. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, nội thất ghế da, tất cả đều rất đẹp, rất là mới quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ về phần ngoại thất, nội thất đây, nội thất hàng ghế phía sau đây các bạn nè, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, dàn lốp cũng còn rất là đẹp luôn các bạn nhé, rất dày. Đấy, và đây là cái cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu chưa có bị xước sát gì cả nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem cái cốp sau này nhé. Đấy, từ những cái phần keo chỉ cốp sau này, keo chỉ cốp sau này đều rất là nguyên bản, chưa có bị mất keo đâu, tức là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái cốp sau này các bạn nhé. Đấy, ở cái khoang cốp sau này, đây là cái lốp xưa cua đây các bạn này, lốp xưa cua cũng còn rất là đẹp. Đấy, lốp xưa cua của chiếc xe này. Đấy, toàn bộ là cái cúp sau này là ở cái phân khúc sedan hạng C, cho nên là cái cúp sau cũng tương đối là rộng các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ từ những cái phần keo chỉ cánh cửa này và táp bi cánh cửa này, tất cả đều nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ nội thất hàng ghế phía sau này
đều rất đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Và chủ xe cũng đã làm lót sàn 5D rồi, rất là sang, rất là xịn luôn. Đấy, bước lên xe nhìn đã thấy sang trọng rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới này, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 sedan 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 2016 này là cái khối động cơ xăng 1.5 lít và đây là cái ốc capo, keo chỉ capo đây các bạn này. Tất cả là còn nguyên bản luôn. Đấy, tất cả còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Ốc giảm sóc này. Đấy. Ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy bên trong này các bạn này. Tôi quay sát lại cho quý bạn xem nhé. Đấy, ốc chân máy còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ những ốc giảm sóc là đều nguyên bản hết luôn. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là xe không tai nạn, không ngập nước gì ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.